vì mình là người làm thuê đâu dám cãi lời ai, chỉ mong sao ngày lại ngày trôi qua ta làm thêm chút tiền lương gửi về cha mẹ già. Đàn em thơ đang tuổi học hành để mắt canh giữ cả tô mì thôi, cũng nguyện cũng lắm như tôi làm thuê. Ngồi lại đây tôi kể người nghe than phiền vì kiếm thêm chút tiền tăng ca. Buồn thì buồn nhưng mà rất vui, vui là khi có anh em đồng nghiệp chia sẻ. Nào là bạn bè, nào là anh em, nào là cô chú bác thân xa. Mình cùng tụ họp về đây làm kiếp sống tha phương. Ai cũng từng trải qua kiếp sống làm nhiều lúc ngập nhẹ bên ta. Người làm thuê đâu dám cãi lời ai, chỉ mong sao ngày lại ngày trôi qua ta làm thêm chút tiền lương gửi về cha mẹ già. Đàn em thơ đang tuổi học hành để mắt canh giữ cả tô mì gói, cũng hạnh phúc lắm rồi người làm thuê. Nhưng mà rất vui, vui là khi có anh em đồng nghiệp chia sẻ. Nào là bạn bè, nào là anh em, nào là cô chú bác gần xa. Mình cùng tụ họp về đây làm kiếp sống tha phương. Ai cũng từng trải qua kiếp sống làm thuê, nhiều lúc nặng nhẹ bên tai, ôi buồn lắm, nhưng cũng đành chấp nhận mà thôi. Vì mình là người làm thuê. Vì mình là người làm thuê.